Tùy biết các pháp rốt ráo vô tận mà hay diễn nói hết các hữu lậu. Tùy biết các pháp không trái, không tranh, nhưng cũng chẳng không tự tha khác biệt. Tùy biết các pháp rốt ráo vô sư mà thường tôn kính tất cả sư trưởng. Tùy biết các pháp chẳng do người khác mà ngộ nhưng thường tôn kính các thiện tri thức. Bồ Tát tùy biết tất cả các pháp, chẳng có tướng thô cũng chẳng có tướng tế, mà vẫn phải diễn nói tướng pháp thô và pháp tế. Bồ Tát tùy biết tất cả các pháp chẳng có phân biệt thượng trung hạ, đều là bình đẳng. Trong Kinh Kim Cang có nói là pháp bình đẳng chẳng có cao thấp, mà vẫn phải ở tại pháp bình đẳng diễn nói pháp môn tối thượng. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp không thể dùng lời nói, do đó lìa lời nói tướng, lìa tướng văn tự, lìa tâm duyên tướng, mà hay diễn nói lời lẽ thanh tịnh. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp chẳng có bên trong cũng chẳng có bên ngoài, mà vẫn phải diễn nói tất cả các pháp trong ngoài. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp là không thể biết rõ, mà vẫn phải diễn nói đủ thứ trí huệ để quan sát tất cả pháp. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp chẳng có tánh chân thật, vốn là hư vọng, mà nói ra pháp lìa khỏi hư vọng không thật, đắc được đạo chân thật. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp là rốt ráo vô tận, mà vẫn phải diễn nói hết tất cả pháp hữu lậu, lại minh bạch pháp vô lậu. Pháp hữu lậu tức là pháp có tướng, tức là pháp hữu vi. Pháp vô lậu tức là pháp vô tướng, tức là pháp vô vi. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp là không trái, không tranh, tức cũng là giữa pháp và pháp, chẳng có trái nhau, chẳng tranh luận với nhau, nhưng pháp cũng chẳng có sự phân biệt có tự, cũng chẳng có tha. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp đến cực điểm rồi, không thầy mà tự thông, nhưng luôn luôn tôn kính tất cả sư trưởng. Tại sao không có người dạy mà tự mình thông đạt? Vì đến được cảnh giới, quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Do đó, lìa tướng lời nói, lìa tướng văn tự, lìa tướng tâm duyên. Nhưng Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, dạy họ phải tôn trọng sư phụ, hiếu kính, trưởng bối. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp là tự giác, tự ngộ, chẳng phải do người khác dạy mà khai ngộ, nhưng vẫn phải tôn kính tất cả thiện tri thức, vẫn phải cúng dường thiện tri thức. Làm thế nào để tự giác, tự ngộ, tức là y pháp tu hành, tu đến chỗ rốt ráo, thì vẫn cần chính mình đi giác ngộ. Pháp này tuy nhiên là tự ngộ, nhưng đây là đốn ngộ, vì thuở xưa, kết quả do thiện tri thức giáo hóa từng chút từng chút. Do đó, lý là đốn ngộ, sự là tiệm tu. Tuy nhiên có căn lành, vẫn phải tu hành mới được khai ngộ. Tùy biết pháp không truyền mà truyền pháp luân, tùy biết pháp không khởi mà thị hiện các nhân duyên, tùy biết các pháp không có tiền tế mà rộng nói quá khứ, tùy biết các pháp không có hậu tế mà rộng nói vị lai, tùy biết các pháp không có trung tế mà rộng nói hiện tại, tùy biết các pháp không có tác giả mà nói các nghiệp làm, tùy biết các pháp không có nhân duyên mà nói các nhân tập, tùy biết các pháp không có bình đẳng so sánh mà nói đạo bình đẳng, không bình đẳng, tùy biết các pháp không có lời nói mà quyết định nói pháp ba đời, tùy biết các pháp không có chỗ nương mà nói nương pháp lạnh để được thoát khỏi. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp là vắng lặng, chẳng có pháp có thể truyền, mà vẫn phải thường truyền đại pháp luân để giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp chẳng có sinh khởi, mà vẫn phải thị hiện nhân duyên của tất cả pháp. Do đó, các pháp do duyên khởi, các pháp do duyên diệt. Pháp duyên sinh là chẳng có tự tánh, do đó, nhân duyên sinh ra pháp, ta nói tức là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi nghĩa trung đạo. Bồ Tát tùy biết tất cả các pháp chẳng có tiền tế mà rộng nói tất cả pháp quá khứ. Bồ Tát tùy biết tất cả các pháp chẳng có hậu tế mà rộng nói tất cả pháp vị lai. Bồ Tát tùy biết tất cả các pháp chẳng trung tế mà rộng nói tất cả pháp hiện tại. Tại bồn thể pháp mà nói là chẳng có phân biệt quá khứ hiện tại vị lai, nhưng Bồ Tát phân biệt ra để nói pháp ba đời. Tại sao phải phiền phức như vậy? Vì Bồ Tát thích làm việc cực khổ, lại có thể nói Bồ Tát thích quản nhàn sự, cho nên cam tâm tình nguyện đi hành Bồ Tát đạo, vì lợi ích tất cả chúng sinh mà chịu hy sinh lợi ích của chính mình. Chịu khổ chịu cực, đi giáo hóa chúng sinh, thọ hết sự cực khổ mà không một lời oán trách, đều hy vọng chúng sinh cải tà theo chánh, bỏ tối về sáng. Cho nên chỗ làm của Bồ Tát và chỗ làm của phàm phu đều hoàn toàn khác nhau. Tư tưởng của phàm phu là ích kỷ loại mình, nếu việc đối với mình có lợi ích thì tìm cách đi tranh giành, bằng không thì tuyệt đối không đi làm. Tư tưởng của Bồ Tát thì ngược lại, truyền nghĩ đến chúng sinh chẳng nghĩ đến mình,
cho nên tinh thần vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Các vị hãy quan sát nhân loại trên thế giới này, người nào vì mọi người, mưu hạnh phúc vốn chẳng có, hoàn toàn đều vì mình. Tôi phải mặc quần áo đẹp, tôi phải ăn thức ăn ngon, tôi phải ở nhà sang trọng, tôi phải chạy xe mới, vân vân. Tóm lại tất cả đều vì mình, mà nghĩ đến sự hưởng thụ. Ai ai cũng có tư tưởng như thế, thì thế giới làm sao mà thái bình? Mục đích học Phật là thay đổi tâm ích kỷ, thành tâm, đại công vô tư, việc việc đều vì người mà chẳng vì mình, hy sinh sự khoái lạc của chính mình đi trợ giúp người khác khốn khổ. Do đó, từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa, đây là tông chỉ của Phật giáo. Phật giáo là giáo cứu thế độ nhân, ban cho chúng sinh sự khoái lạc, cứu khổ chúng sinh. Chúng sinh có sự đau khổ thì tận sức đi cứu họ thoát khỏi biển khổ, thậm chí vào chỗ dầu sôi lửa bỏng cũng không từ nan. Đây là trách nhiệm của người Phật tử, trước hết bắt đầu từ chính mình, sau đó mới lan rộng tới quần chúng. Ai ai cũng như thế thì thế giới sẽ hòa bình, an cư lạc nghiệp. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp không có tác giả, mà vẫn phải nói tất cả tác nghiệp, tức cũng là luật nhân quả. Do đó, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Trồng nghiệp lành thì thọ báo lành, trồng nghiệp ác thì thọ báo ác. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp không có nhân duyên, mà vẫn phải nói đạo lý tập nhân của tất cả các pháp. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp không có bình đẳng so sánh, mà vẫn phải nói đạo lý bình đẳng và không bình đẳng. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp không có lời nói, do đó lời nói đã bật, tâm hành đã diệt, mà vẫn phải quyết định nói pháp ba đời. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp không có chỗ nương, mà vẫn phải nói nương tựa pháp lành để được thoát khỏi tam giới 25 cõi. Tuy biết pháp không thân mà rộng nói pháp thân, tuy biết ba đời chư Phật vô biên mà hay dễ nói chỉ có một vị Phật, tuy biết pháp không sắc mà hiện đủ thứ sắc, tuy biết pháp vô kiến mà dễ nói các kiến, tuy biết pháp vô tướng mà nói đủ thứ tướng, tuy biết các pháp không có cảnh giới mà rộng dễ nói cảnh giới trí huệ, tuy biết các pháp không có khác biệt mà nói hành quả đủ thứ sự khác biệt, tuy biết các pháp không có xuất ly mà nói các hạnh thanh tịnh xuất ly, tuy biết các pháp vốn thường trụ mà nói tất cả các dòng chuyển pháp, tuy biết các pháp không có chiếu sáng mà luôn rộng nói pháp chiếu sáng. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp không thân mà vẫn phải rộng nói lý thể của pháp thân. Bồ Tát tuy biết ba đời chư Phật vô biên không bờ mé mà vẫn hay diễn nói chỉ có một vị Phật, tức là Phật Thích Ca Mâu Ni. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp không hình không tướng không sắc mà vẫn phải thị hiện đủ thứ sắc tướng. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp vô kiến mà vẫn phải rộng diễn nói đạo lý các kiến. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp vô tướng mà vẫn phải rộng nói đủ thứ tướng. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp không có cảnh giới mà vẫn phải rộng diễn nói cảnh giới nhất thiết trí huệ. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp không có phân biệt mà vẫn phải nói quả báo tu hành sở đắc có đủ thứ sự phân biệt. Do đó, thiện có thiện quả, ác có ác quả, nếu không có báo, tức thời chưa đến. Người học Phật phải tin chân lý nhân quả báo ứng. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp không có xuất ly, vì bổn thể của các pháp là không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm, mà Bồ Tát vẫn phải nói làm thế nào tu hạnh thanh tịnh để thoát khỏi ba cõi. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp vốn thường trụ không thay đổi mà vẫn phải nói pháp tất cả các dòng lưu chuyển biến hóa. Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp không có chiếu sáng mà luôn luôn rộng nói pháp trí huệ quang minh chiếu khắp. Phật tử đại Bồ Tát nhập vào tam muội trí luân đại oai đức như vậy, liền chứng được tất cả Phật pháp, liền nhập vào tất cả Phật pháp, liền thành tựu, liền viên mãn, liền tích tập, liền thanh tịnh, liền an trụ, liền thấu đạt cùng tất cả pháp tự tánh tương ưng mà đại Bồ Tát đó chẳng nghĩ như vậy. Có bao nhiêu Bồ Tát pháp, bao nhiêu Bồ Tát rốt ráo, bao nhiêu huyễn rốt ráo, bao nhiêu hóa rốt ráo, bao nhiêu thần thông thành tựu, bao nhiêu trí thành tựu, bao nhiêu tư duy, bao nhiêu chứng nhập, bao nhiêu thú hướng, bao nhiêu cảnh giới. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng: các vị Phật tử, vị đại Bồ Tát đó tu hành Bồ Tát đạo, tích tập đủ thứ căn lành, viên mãn lục độ vạn hạnh, ngài nhập vào được tam muội trí luân đại oai đức như vậy, liền chứng được pháp của tất cả chư Phật nói, liền nhập vào được pháp của tất cả chư Phật nói, liền thành tựu pháp của tất cả chư Phật nói, liền viên mãn pháp của tất cả chư Phật nói, liền tích tập căn lành của tất cả chư Phật Bồ Tát tích tập, liền thanh tịnh pháp thân của tất cả chư Phật Bồ Tát, liền an trụ quả vị của tất cả chư Phật Bồ Tát an trụ, liền thấu đạt nghĩa lý của tất cả chư Phật Bồ Tát đã nói,
cùng với tự tánh của tất cả pháp tương ưng. Vị đại Bồ Tát đó chẳng nghĩ như vậy, có bao nhiêu Bồ Tát, có bao nhiêu Bồ Tát pháp, có bao nhiêu Bồ Tát rốt ráo, có bao nhiêu huyễn vọng rốt ráo, có bao nhiêu biến hóa rốt ráo, có bao nhiêu thần thông thành tựu, có bao nhiêu trí thành tựu, có bao nhiêu tam muội tư duy, có bao nhiêu trí huệ chứng nhập, có bao nhiêu thú hướng về Bồ Đề đạo, có bao nhiêu cảnh giới khai ngộ. Bồ Tát không khởi những vọng tưởng như thế. Tại sao? Vì Bồ Tát tam muội thể tánh như vậy, vô biên như vậy, thù thắng như vậy. Tam muội này đủ thứ cảnh giới, đủ thứ oai lực, đủ thứ thâm nhập. Tại sao Bồ Tát không khởi vọng tưởng? Vì Bồ Tát chứng được tam muội lý thể là như vậy, tức là vô biên như vậy, là thù thắng như vậy, cho nên không cần khởi tất cả vọng tưởng. Vì tam muội này có đủ thứ cảnh giới, đủ thứ oai lực, đủ thứ thâm nhập, cho nên chứng được 28 thứ pháp môn dưới đây. Đó là vào môn trí huệ bất khả thuyết, vào các sự trang nghiêm lìa phân biệt, vào vô biên thù thắng ba la mật, vào vô số thiền định, vào trăm ngàn ức na do tha bất khả thuyết trí rộng lớn, vào thắng diệu tạng thấy vô biên Phật, vào nơi cảnh giới không ngừng nghỉ, vào pháp trợ đạo thanh tịnh tin hiểu, vào các căn mãnh lợi đại thần thông, vào nơi cảnh giới tâm vô ngại. Đó là một, vào môn trí huệ nhiều bất khả thuyết; hai, vào môn tất cả sự trang nghiêm lìa khỏi sự phân biệt; ba, vào môn ba la mật vô biên thủ thắng; bốn, vào vô số vô lượng môn thiền định; năm, vào trăm ngàn ước na do tha bất khả thuyết môn trí huệ rộng lớn; sáu, vào môn thắng diệu tạng thấy vô biên Phật; bảy, vào môn cảnh giới không ngừng nghỉ; tám, vào môn pháp trợ đạo thanh tịnh tin hiểu; chín, vào môn các căn mãnh lợi đại thần thông; mười, vào môn cảnh giới tâm vô ngại; nhập vào mắt thấy tất cả chư Phật bình đẳng và tích tập thắng trí hạnh của phổ hiền; vào trụ trí thân Na La Diên; vào nói biển trí huệ của Như Lai; vào khởi vô lượng thứ tự tại thần biến; vào môn sinh ra vô tận trí của tất cả chư Phật; vào cảnh giới hiện tiền của tất cả chư Phật; vào tịnh tự tại trí của Bồ Tát Phổ Hiền; vào trí phổ môn khai thị vô tỷ; vào tất cả cảnh giới vi tế biết khắp pháp giới. 11. Bồ Tát có thể nhập vào môn mắt thấy tất cả chư Phật bình đẳng. 12. Vào môn tích tập hết thảy tất cả thù thắng trí hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. 13. Vào môn trụ trí thân Na La Diên kiên cố. 14. Vào môn nói biển trí huệ của Phật. 15. Vào môn khởi vô lượng thứ tự tại thần biến. 16. Vào môn sinh ra vô tận trí của tất cả chư Phật. 17. Vào môn cảnh giới hiện tiền của tất cả chư Phật. 18. Vào môn thanh tịnh tự tại trí huệ của Bồ Tát Phổ Hiền. 19. Vào môn trí huệ phổ môn khai thị vô tỷ. 20. Vào môn tất cả cảnh giới vi tế biết khắp pháp giới. Vào khắp hiện pháp giới tất cả cảnh giới vi tế, và tất cả trí huệ quang minh thù thắng, vào tất cả tự tại biên tế, và tất cả biện tài bờ mé pháp môn, vào khắp pháp giới trí huệ thân, vào thành tựu tất cả chỗ hành đạo khắp, vào tam muội kéo trụ tất cả sự khác biệt, và tâm biết tất cả chư Phật. 21. Bồ Tát vào môn khắp hiện pháp giới tất cả cảnh giới vi tế. 22. Vào môn tất cả trí huệ quang minh thủ thắng. 23. Vào môn tất cả tự tại biên tế. 24. Vào môn tất cả biện tài bờ mé pháp môn. 25. Vào môn đầy khắp pháp giới trí huệ thân. 26. Vào môn thành tựu tất cả chỗ hành đạo khắp. 27. Vào tam muội kéo trụ tất cả tam muội khác biệt. 28. Vào tâm biết tất cả chư Phật. Phật tử, đại Bồ Tát này trụ hạnh phổ hiền, niệm niệm vào trăm ước bất khả thuyết tam muội mà chẳng thấy tam muội Bồ Tát Phổ Hiền và cảnh giới trang nghiêm tiền tế của Phật. Tại sao? Các vị Phật tử, vị đại Bồ Tát này tuy nhiên trụ ở trong hạnh Bồ Tát Phổ Hiền, vẫn có thể ở trong niệm niệm vào trăm ước bất khả thuyết môn tam muội mà vẫn chẳng thấy tam muội của Bồ Tát Phổ Hiền và cảnh giới trang nghiêm tiền tế của Phật. Đây là nguyên nhân gì? Vì biết tất cả pháp rốt ráo vô tận, vì biết tất cả cõi Phật vô biên, vì biết tất cả cõi chúng sinh không nghĩ bàn, vì biết quá khứ không có bắt đầu, vì biết vị lai không cùng tận, vì nó hiện tại tận hư không khắp pháp giới vô biên, vì biết cảnh giới tất cả chư Phật không thể nghĩ bàn, vì biết tất cả Bồ Tát hạnh vô số, vì biết cảnh giới biện tài của tất cả chư Phật nói vô biên bất khả thuyết, vì biết tất cả tâm huyễn duyên pháp vô lượng. Vì vị đại Bồ Tát này và tam muội vô ngại luân, cho nên biết 10 thứ cảnh giới ở dưới đây. Những gì là 10 thứ cảnh giới? Đó là: một, vì biết tất cả pháp rốt ráo vô cùng vô tận; hai, vì biết tất cả cõi Phật rốt ráo vô lượng vô biên; ba, vì biết tất cả cõi chúng sinh không nghĩ bàn; bốn, vì biết quá khứ không có bắt đầu;
5. Vì biết vị lai không cùng tận. 6. Vì nói hiện tại tận hư không khắp pháp giới vô biên. 7. Vì biết hết thảy cảnh giới tất cả chư Phật đều không thể nghĩ bàn. 8. Vì biết Bồ Tát hạnh của tất cả Bồ Tát tu hành đều vô số vô lượng. 9. Vì biết cảnh giới biện tài tất cả chư Phật nói đều vô biên bất khả thuyết. 10. Vì biết tất cả tâm huyễn duyên pháp đều là vô lượng vô biên. Phật tử như trầu như ý, tùy theo sở cầu tất cả đều được. Người cầu vô tận, ý nguyện đều đầy đủ, mà thế lực của châu chọn không hết, không dừng lại. Đại Bồ Tát cũng là như thế. Vào tam muội này, biết tâm như huyễn, sinh ra cảnh giới tất cả các pháp, khắp cùng vô tận, không hết, không ngừng. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát thành tựu hạnh trí vô ngại phổ hiền, quan sát vô lượng cảnh huyễn rộng lớn, giống như hình bóng không tăng giảm. Các vị Phật tử giống như châu như ý, tùy theo tâm ý mong cầu khiến cho tất cả đều đắc được sở cầu. Tuy nhiên dục vọng của người cầu vô tận, nhưng đều khiến cho họ tùy tâm mãn nguyện được đầy đủ. Thế lực của châu như ý chọn không hết cũng không thiếu bớt. Đại Bồ Tát cũng lại như thế. Khi vào tam muội vô ngại luân này, biết tâm do hư huyễn sinh, do hư huyễn diệt, do tâm huyễn sinh ra cảnh giới tất cả các pháp, khắp cùng vô cùng tận, cũng không hết cũng không ngừng. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát thành tựu hạnh vô ngại và trí vô ngại của Bồ Tát phổ hiền, cho nên quan sát được vô lượng cảnh huyễn rộng lớn, giống như hình bóng, như hư là hư huyễn không thật, cũng chẳng tăng, cũng chẳng giảm. Phật tử, ví như phàm phu, đều sinh tâm khác nhau, đã sinh, hiện sinh và sẽ sinh, chẳng có bờ mé, không dứt, không tận, tâm đó lưu chuyển, liên tục, không đoạn tuyệt, không thể nghĩ bàn. Đại Bồ Tát cũng là như thế, khi vào môn tam muội phổ huyễn này, chẳng có bờ mé, không thể dò lường. Tại sao? Vì thấu đạt môn phổ huyễn pháp vô tận của Bồ Tát phổ hiền. Các vị Phật tử ví như phàm phu đều sinh tâm vọng tưởng khác nhau, hoặc đã sinh ra, hoặc hiện tại sinh ra, hoặc tương lai sẽ sinh ra. Những vọng tâm đó chẳng có bờ mé, không thể dứt tuyệt, không thể cùng tận. Vọng tâm đó lưu truyền không dứt, liên tục không đoạn tuyệt, cảnh giới đó không thể nghĩ bàn. Đại Bồ Tát cũng lại như thế. Khi vào môn tam muội phổ huyễn này chẳng có bờ mé, không thể dò lường. Tại sao? Vì thấu rõ thông đạt môn phổ huyễn pháp vô tận của Bồ Tát phổ hiền. Phật tử ví như Nan Đà Long Vương, Bạt Nan Đà Long Vương, Mana Tư Long Vương và các đại Long Vương khác, khi mưa xuống giọt nước như trục bánh xe không có bờ mé. Tuy mưa như vậy mà mây trọn không hết. Đây là cảnh giới vô tác của các Long Vương. Đại Bồ Tát cũng lại như thế. Trụ tam muội này và các môn tam muội Bồ Tát phổ hiền, trí môn, pháp môn, môn thấy chư Phật, môn đến các phương, môn tâm tự tại, môn như trì, môn thần biến, môn thần thông, môn huyễn hóa, môn các pháp như huyễn, môn sung mãn bất khả thuyết các Bồ Tát, môn gần gũi như lai chánh giác nhiều bất khả thuyết số hạt bụi cõi Phật, môn lưới huyễn rộng lớn bất khả thuyết, môn biết cõi Phật rộng lớn khác biệt bất khả thuyết, muốn biết thế giới có thể tánh, không thể tánh, bất khả thuyết. Muốn biết chúng sinh tưởng, bất khả thuyết. Muốn thời kiếp khác biệt, bất khả thuyết. Muốn biết thế giới thành hoại, bất khả thuyết. Muốn biết các cõi Phật úp ngửa, bất khả thuyết. Các vị Phật tử ví như Nan Đà Long Vương, Bạt Nan Đà Long Vương, Ma Na Tư Long Vương, Bà Giả La Long Vương, Hòa Tu Cát Long Vương, Đức Xoa Giả Long Vương, Anna Bà Đạt Đa Long Vương, Yêu Bát La Long Vương gọi là Bát Long Vương và hết thảy các đại Long Vương khác, khi chúng mưa xuống thì giọt nước mưa như trục bánh xe rơi xuống không ngừng, chẳng có bờ mé. Tuy mưa xuống vô lượng như vậy, nhưng mây trọn không cùng tận. Đây là đạo lý gì? Vì dòng có thần thông đầy đủ diệu dụng, không cần tạo tác, không cần miễn cưỡng. Đây là cảnh giới tự nhiên của các Long Vương. Đại Bồ Tát cũng lại như thế. Khi trụ tam muội vô ngại luân này, vào 20 thứ pháp môn của Bồ Tát phổ hiền tu. Những gì là 20? Đó là: 1. Vào pháp môn tất cả tam muội. 2. Vào pháp môn nhất thiết trí huệ. 3. Vào pháp môn tất cả pháp. 4. Vào pháp môn thấy tất cả chư Phật. 5. Vào pháp môn đến 10 phương. 6. Vào pháp môn tâm tự tại. 7. Vào pháp môn như trì chúng sinh. 8. Vào pháp môn thần thông biến hóa. 9. Vào pháp môn thần thông diệu dụng. 10. Vào pháp môn như huyễn như hóa. 11. Vào pháp môn tất cả các pháp như huyễn hóa. 12. Vào pháp môn đầy dẫy bất khả thuyết các Bồ Tát. 13. Vào pháp môn gần gũi như lai chánh giác, nhiều bất khả thuyết số hạt bụi cõi Phật. 3.000 đại thiên thế giới là một cõi Phật.
14 và pháp môn lưới huyễn rộng lớn bất khả thuyết bất khả thuyết. 15 và pháp môn biết cõi Phật rộng lớn khác biệt bất khả thuyết bất khả thuyết. 16 và pháp môn biết thế giới có thể tính và không có thể tính bất khả thuyết bất khả thuyết. 17 và pháp môn biết chúng sinh tưởng bất khả thuyết bất khả thuyết. Do đó tất cả chúng sinh bao nhiêu thứ tâm Bồ Tát đều biết đều thấy. 18 và pháp môn thời kiếp khác biệt bất khả thuyết bất khả thuyết. 19 và pháp môn biết thế giới hoặc thành hoặc trụ hoặc hoại hoặc không bất khả thuyết bất khả thuyết. 20 và pháp môn biết tất cả cõi Phật úp hoặc ngửa bất khả thuyết bất khả thuyết. Ở trong một niệm đều biết như thật, khi nhập vào như vậy không có bờ mé, không có cùng tận, không mỏi không nhảm, không dứt không ngừng, không thối không mất. Ở trong các pháp chẳng trụ phi xứ, luôn tư duy trần tránh, không trầm không cử, cầu nhất thiết trí, thường không lùi bỏ, vì tất cả cõi Phật đèn chiếu sáng thế gian, truyền bất khả thuyết pháp luân, dùng diệu biện tài thưa hỏi Như Lai không khi nào cùng tận, thị hiện thành Phật đạo không có bờ mé, điều phục chúng sinh luôn không xả bỏ, thường xuyên tu tập hạnh nguyện phổ hiền chưa từng ngừng nghỉ, thị hiện bất khả thuyết thần sắc tướng không có đoạn tuyệt. Tại sao? Ví như đốt lửa theo duyên đã có, thì trong lúc đó lửa cháy không ngừng. Bồ Tát ở trong một niệm đều biết cảnh giới đó chân thật, giống như khi nhập vào môn tam muội phổ huyễn như vậy. Tuy nhiên không có bờ mé, không có cùng tận, nhưng không mệt mỏi, không nhàm chán, không dứt tuyệt, không ngừng nghỉ, cũng không thối truyền bồ đề tâm, cũng không mất đi bồ đề tâm. Ở trong tất cả pháp chẳng trụ nơi phi pháp, luôn luôn tư duy chân tránh, không khởi vọng tưởng, luôn không hồn trầm, cũng không trạo cử. Bồ Tát ngồi thiền không ngủ gục. Tại sao phàm phu ngồi thiền hay ngủ gục? Vì tâm cầu pháp không chân thật. Bồ Tát mỗi cử chỉ hành động đều theo quy củ, không phóng dật. Phàm phu thì ngược lại, cho rằng giữ quy củ thì không được tự do, cho nên giải đãi phóng đãng. Phải hiểu rằng sự tự do như thế khi chết đi rồi thì chẳng còn tự do nữa. Bồ Tát vì cầu nhất thiết trí, cho nên thường không lùi bỏ bồ đề tâm. Vì tất cả cõi nước chư Phật làm đèn sáng chiếu thế gian, lại thường truyền bất khả thuyết pháp luân, dùng biện tài không thể nghĩ bàn, thưa hỏi Như Lai thật tướng của tất cả các pháp, chẳng khi nào cùng tận, thì hiện chư Phật thành tựu đạo bồ đề vô thượng chánh đẳng chánh giác không có bờ mé, thời thời điều phục chúng sinh tăng cường, không khi nào xả bỏ, đều là điều luyện thân khẩu ý ba nghiệp, phục là chế phục tất cả vọng tưởng.